Hello mọi người, giới thiệu với anh em mình có một cây RAM. Ở đây không phải một cây mà hai cây. Đây là RAM đến từ thương hiệu KingSpec. Con RAM này giá rất là rẻ nhá mọi người nhá. Con RAM này có giá chỉ khoảng đâu đó khoảng 700 ngàn một chiếc thôi. Và đây cũng là RAM 16GB bớt 3200 DDR4. Ở đây sẽ là một cây RAM có lẽ là rất là hợp lý dành cho anh em là kinh tế hạn hẹp. Nếu như mọi người đang cần một chiếc cây RAM giá rẻ, hợp lý mà RAM DDR4, con này giá nếu mà không sale thì nó khoảng tầm 800.000, còn nếu mà giá sale nó chỉ khoảng 700.000. Nếu mà anh em mà mua vào những cái dịp như ở trên Lazada, người ta sale mùng 6 tháng 6, 7 tháng 7, 8, 8 tháng 9, tháng 9, 10 tháng 10, 11 tháng 11 ấy, thì con RAM này nó chỉ có khoảng đâu đó khoảng 700.000 hoặc 600 mấy thôi. Thì nhưng mà cái gì cũng giá trị của nó. Thứ nhất là anh em mua cái loại RAM này về thì mọi người xác định là bảo hành rất là khó. Nếu như mọi người mà có không may mà gặp rủi ro thì bảo hành ấy thì anh em tự chịu, bởi vì con dao này mình mua bên Trung Quốc. Con dao này thì mình mua khá là nhiều nha, mình mua cây này là cây thứ 4, thứ 5 rồi nhưng mà cũng chưa gặp lỗi con nào, rất là hên đấy. Hy vọng là thời gian tới nó sẽ chạy ok mọi người nhá. Mình thấy khá ổn đấy, mình thấy cây dao này chạy khá ổn đấy. Cái vỏ của con dao này cũng không biết nó biết đâu rồi nhưng mà mình thấy chạy nó khá ổn. Trong cái thời gian mình chạy đâu đó khoảng được gần 1 năm rồi thì mình mua tiếp một cây này nữa. Đây là một cây RAM nguyên hộp, khi mà chúng ta nhận về thì nó cũng sẽ giống như thế này nhé mọi người, cũng chẳng có cái siêu siếc gì cả đâu, cũng không có tem nhập khẩu, cũng chẳng có thẻ bảo hành gì cả, nó chỉ có thế này thôi. Nếu như anh em mà ví dụ như một cây RAM này bây giờ ở Việt Nam mình giá hiện tại bây giờ nó khoảng đâu đó khoảng 800-900 ngàn, nó cũng bằng giá của những con RAM chính hãng. Nhưng nếu như anh em mà mua vào những dịp sale ấy thì mọi người có thể được rẻ hơn khoảng vài trăm ngàn, 600-700 ngàn. Nếu anh em mua kèm một bộ kit khoảng 4 con hoặc là 2 con thì nó rẻ hơn được khoảng đâu đó 400 ngàn, 400-500 ngàn gì đó. Thì đây mình sẽ khui hộp cho anh em xem. Thực ra thì RAM thì chạy ổn thì mình mới order về cho anh em coi. Đây, bên trong của em nó đây. Thì đây chính là em KingSpec. Hai con này mình order cùng màu đen. Hôm sau mình sẽ order thêm một cây màu đỏ nữa về cho anh em cùng coi nhé. Hai con này y chang nhau luôn, không khác gì cả luôn. Con này thì made in China nhé mọi người. Đây này. Đấy, RAM của chúng ta đây. Made in China. Và mình thấy chạy nó ổn thì mình mua. Nếu mà so với RAM hãng này anh em mà mua vào những cái đợt sale, dịp sale ấy thì nó khá ok. Giá rẻ hơn rất nhiều so với là những cái loại RAM như kiểu là Adata hoặc là KingMax hoặc là G-SKU thì nó cũng rẻ hơn được tí. Nói chung là con này rẻ hơn được khoảng 100 ngàn. 100 ngàn là 4 cây, là anh em rẻ là 400 ngàn rồi, 2 cây là được 200 ngàn rồi. RAM này chạy khá ổn nhé mọi người nhá. Cho nên là mình mới quyết định mua. Rồi xin chào mọi người. Đây là RAM đến từ thương hiệu KingSpec. Nói chung là cái tốc độ, cái độ hoàn thiện của em này thì không được sắc sảo như cái cây của mấy hãng khác như kiểu G-SKU hoặc là Temu Group hoặc là mấy con Arata hoặc là anh em có thể mua Fuji của Kingston cũng được. Mấy con RAM như này 16GB bớt 3200 DDR4 thì RAM của các hãng có tên tuổi như kiểu là King Kingston mà mấy con Fuji ấy, thì nó khoảng 1 triệu 2, 1 triệu 3. Thì RAM này anh em mua chỉ khoảng đâu đó 700 ngàn, 800 ngàn thôi mọi người nhá. Mình thấy chạy ổn cho nên là mình mới quyết định là lên trên tay cho anh em RAM và show chi tiết cho anh em luôn. Cái độ hoàn thiện về cái phần đầu tản này thì nó không được xịn như cái hãng khác. Và còn lại thì mình thấy chạy ổn. Nói chung là anh em lắp vào cây thì anh em cũng chả cần thiết lắm đúng không? Vì vậy cho nên là mình nghĩ là anh em nên mua nhá. Đây là con RAM đáng để mua nhá. Con KingSpec này thương hiệu cũng khá là lâu đời rồi đấy. KingSpec này nó cũng được đâu đó 4 năm rồi nhá mọi người nhá. À, không phải. Con này là thương hiệu tận bao nhiêu đây? À, bảo hành đến nó 15 tháng hay là như nào đây mình cũng không nhớ, cũng không biết nữa. Đây là cái logo của hãng. Nhưng mà RAM này đáng mua nhá mọi người. RAM này đáng để mua. Anh em nên mua nhá. Mình sẽ cho anh em cái link mua ở trên Lazada. Anh em mua, anh em có thể áp mã giảm giá hoặc là được voucher hoàn tiền nữa. Cái này được hoàn thêm mỗi lần được 3-40 nghìn nữa thì cũng khá là ok. Rồi xin chào mọi người. Đây là hai con RAM đến từ thương hiệu KingSpec, con RAM có cái thương hiệu của con hổ, con này con gao à. Đấy. Nói chung là đáng mua nhé mọi người. Nếu như anh em cùng tầm giá thì anh em mua được ba con RAM này thì mua được ba con RAM xịn của hãng, anh em mua được 4 con RAM này luôn rồi, tiết kiệm khá là nhiều tiền. Đây nhé anh em, RAM hai cây KingSpec thì mình đã gắn vào con main của mình rồi, main B660. Mình đã gỡ hai em RAM hôm trước ra, hai con này thì không có tản gì đâu. Nói chung là con này nó bé hơn rất nhiều so với hai con RAM kia. Mình sẽ show lại cái hai cây RAM cho anh em xem ở trên bàn nhá. Đây là một cây thôi mọi người nhá. Đây là mình mới lắp có một cây thôi. Mình ráp một cây RAM vào máy để chạy thôi. Thực ra thì cấu hình như thế này thì con này mình chạy con chip Core i3 đời 12, RAM 16GB.
SSD thì 512 GB và card màn hình thì nó là 1660 Super của Asus, nói chung là mới hết toàn bộ nhá. Đấy, anh em có thể thấy là một cái cấu hình hiện tại bây giờ thì chạy cân đủ các thể loại game các thứ chạy con này luôn nhá, anh em Photoshop các thứ đồ họa đều chơi được con này luôn.